Cô Mát xin chào anh chị. Thế cô Mát xin giới thiệu cho anh chị dòng sản phẩm lối áp suất điện đến từ thương hiệu Bluestone với model sản phẩm PCB5763M. Bây giờ em sẽ mở sản phẩm ra để xem bên trong sản phẩm có những gì nhé. Đầu tiên như anh chị có thể nhìn thấy đây, dòng sản phẩm sẽ đi kèm theo là thùng nước, thìa, cốc, dây nguồn, sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Tiếp đến là sản phẩm có hai lòng nồi, thì đây sẽ là lòng nồi thứ hai của sản phẩm ạ. Với dung tích là 5 lít, lòng nồi với dung tích thực là 1 lít 8 ạ. Và lòng nồi được thiết kế là hợp kim nhôm phủ một lớp men chống nắng cao cấp. Tiếp đến thì sẽ đến một lớp xốp để bảo vệ sản phẩm khi chúng ta vận chuyển. Và sản phẩm sẽ được bao bì bởi một lớp ni lông chống xước. Lối áp suất của Bluestone với thiết kế kiểu vàng điện tử ạ, chúng ta sẽ sử dụng những nút bấm để điều chỉnh các chức năng. Cũng như là vỏ nồi được làm thép phủ một lớp sơn tĩnh điện và lắp thì sẽ được thiết kế bằng nhựa, khoai cầm sẽ bằng nhựa. Và bên trên chúng ta có thể nhìn thấy van xả hơi thông minh, đấy là lúng xả hơi. Bên trong sản phẩm thì sẽ kèm theo như là một lòng nồi tiếp với dung tích là 1 lít 8, thể tích là 5 lít ạ. Cũng được là hợp kim nhôm và phủ một lớp men chống dính cao cấp. Mâm nhiệt thì như anh chị có thể nhìn thấy dòng mâm nhiệt rất lớn và vách đá men hoa thủy tinh bên ngoài để giữ nhiệt cũng như để chúng ta đun nấu thức ăn được trọn vẹn hơn. Để đặt mua sản phẩm hay cần thông tin gì, anh chị liên hệ qua số hotline bên trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.